Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Mình đang nằm giữa cái khu công nghiệp của Thiên Lộc, của Sông Công. Chia sẻ với quý vị thì quý vị có thể thấy được rằng là tất cả các cái con đường ở đây thì các cái mảnh đất mà đã được phân lô ở đây thì người ta đã xây bờ bê hết rồi. Tất cả đây là đều xây bờ bê. Và cái giá thành ở cái khu Thiên Lộc này tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về cái khu Thiên Lộc. Đây là cái trục đường chính của cái khu Thiên Lộc. Đường này của nó cả hành lang vỉa hè là rộng 29 mét. Đây, quý vị nhìn thấy tất cả các cái con đường thì nó đã được rải nhựa rất là ok rồi, đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt là các cái mảnh đất đã được xây bằng gạch từng ô ô một, ngăn từng ô một. Đây quý vị có thể thấy được rằng là ngăn từng ô một luôn ạ. Đấy, đấy là cái mà chúng ta nhìn rất rõ luôn, nó như là bàn cờ luôn, đúng không ạ? Đây ngăn từng ô một đây. Ở đây ấy, thì nó có cái diện tích là 5 nhân 20, tức là 100 mét. 100 mét đất ở cái một ô này. Cái con đường chính diện mà tôi đang đi hướng này ấy, là con đường này là con đường nó sẽ mở lên cái khu Cô Si. Và con đường này là con đường chính 29 mét về cái chiều rộng cả hành lang. Thế thì về cái vấn đề nhà cửa ở đây ấy, thì tại sao người ta chưa có sổ? Ở đây khu vực này là chưa có sổ. Tháng 4 này mới có sổ. Thế nhưng mà nhà cửa người ta vẫn được xây, cắm bìa ngân hàng vẫn ok hết rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là ở đây ấy, chia sẻ với quý vị là về cái kế hoạch xây là người ta cho phép xây, còn thì bìa là người ta ra sau. Thế cho đây là chia sẻ với quý vị để cho quý vị nắm được. Thì tôi sẽ đi một vòng về cái đường chính này, đường 29 mét này cho quý vị xem. Ở đây ấy, 29 mét đường này ấy, thì một số các cái vấn đề ra đến đầu đường này là chưa có giải tỏa hết để mà thông lên cái đường Cô Si, cái đường 29 mét trên Cô Si. Thế nhưng ở khu vực này thì bên vế bên ngoài này là người ta đã hoàn thành rất là ok rồi. Nhà cửa người ta đã xây dựng rất là tiềm năng rồi, đã ở rồi, đúng không ạ? Rất nhiều người đã đến đây xây nhà để ở rồi. Và chia sẻ cho quý vị thì những cái mảnh đất ở khu vực này, phân lô này ấy, thì cũng xin chia sẻ với quý vị là chắc chắn một điều rằng có những cái giá thành vô cùng hấp dẫn. Thật sự với quý vị là giá rất là rẻ. Chỉ có cái giá 4-5 triệu một mét. Đấy, 4-5 triệu một mét. Cho nên là đây, phân lô hết như thế này thì quý vị thấy không ạ? Ở đây thì về cái vấn đề phân lô là người ta làm nó gọn gàng hết rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đi lòng vòng ở trong này một chút. Bởi vì ở đây ấy là nó rất là rộng. Thật sự là cái khu này thì nó có thể được đánh giá là cực rộng luôn. Đây, phân lô hết rồi đây. Tôi lại rẽ tiếp vào bên trong này cho quý vị thấy. Đường bàn cờ hết rồi, rải nhựa rất là ok. Quý vị có thể thấy ở đây. Về cái giá thành thì tôi nghĩ rằng là 500 triệu một lô đất vuông thành sắc cạnh như thế này cũng là một cái giá rất là rẻ, đúng không ạ? Đây quý vị nhìn thấy này này. Đấy, đường xá ở đây thì rất là ok rồi, đường rải nhựa. Với cái giá thành 400-500 triệu thì chia sẻ cho quý vị là nó có cái giá trị là những cái công nhân hay là những người công chức nhà nước ấy thì bỏ ra 400-500 triệu để mà mua một lô đất ở đây ấy để mà xây nhà để ở thì rất là đẹp, bởi vì cái diện tích của nó cũng khá là lớn, 100 mét cơ mà. 100 mét là 100 mét khá là lớn luôn, bởi vì là đủ cái diện tích để làm một cái nhà khang trang, đúng không ạ? Còn quý vị nào mà muốn làm biệt thự biệt thiếc thì có thể là mua 2-3 lô. Thì tôi chỉ giới thiệu cho quý vị như vậy là gì? Tức là tất cả các lô đất ở đây nó phân ra là mỗi một lô là 100 mét, cho nên là quý vị yên tâm ở cái việc mà làm một cái nhà là nó vừa zin rồi. Còn những cái nhà mà quý vị muốn to muốn rộng thì đấy là cái việc quý vị có điều kiện. Cho nên là tôi cũng xin chia sẻ để cho quý vị nắm được. Còn những nhà đầu tư, nếu nói đến những nhà đầu tư thì chắc hẳn là
cũng phải nhìn hơi xa một chút. Bởi vì sao nó phải nhìn xa? Bởi vì là cái khu vực này thì cũng được đánh giá là những nhà đầu tư về đây khá là nhiều rồi. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì một số những nhà đầu tư mua hàng chục lô, hàng hai ba chục lô ở khu vực này cũng là điều bình thường, bởi vì là cái vấn đề ở đây ấy, là cái giá thành nó so với các cái khu tái định cư khác thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thế cho nên là vị trí ở đây thì cũng rất là thuận tiện, sạch sẽ, thoáng đãng, mà khu này nó rất là rộng đấy, rất là rộng, ra mãi đằng kia kìa. Và tôi sẽ quay đầu xe lại ở đây thôi, chứ tôi không đi nữa, đi lòng vòng như này thôi. Đây, các cái phân lô ở đây đầy đủ hết. Quý vị có thể thấy được rằng là hướng đông, hướng tây đều có. Đấy. Để chia sẻ cho quý vị thì chúng tôi cũng mong muốn là chia sẻ hết cái khu này để cho quý vị thấy được rằng là nó có giá trị hay không, nó có tiềm năng để quý vị đầu tư hay không, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu quý vị nào mà có cái nhu cầu muốn tham quan hay là muốn chia sẻ về cái khu vực của tái định cư của Thiên Lộc đấy, thì quý vị có thể là liên hệ với chúng tôi, bởi vì chúng tôi cũng có một số các cái lô đất mà chủ đầu tư người ta muốn ra, mà giá thì thật sự với quý vị là siêu rẻ, 400-500 triệu là chúng ta đã có một lô đất rồi. Có những nhà nào mà có điều kiện, có tài chính 400-500 triệu thì chúng ta cũng có thể mua được một lô đất để đấy, hoặc là chúng ta xây nhà. Còn là với cái khu vực này, cái vị trí ở khu vực này ấy, thì nó cũng rất là thuận lợi, bởi vì là nó nằm ở gọn ở trong cái khu vực mà có trường học, rồi thì có doanh trại quân đội, rồi thì có những cái nhà người ta kinh doanh đấy rất là nhiều. Cho nên là khi mà chúng ta đầu tư một cái lô đất mà đường xá nó thuận tiện như thế này thì đấy là một cái giá trị rất là lớn, đúng không ạ? Đường xá thì quý vị thấy không ạ? Nó rất là đẹp, cho nên là nó rất phù hợp với những gia đình nào mà không cần phải kinh doanh buôn bán, mà người ta ở sạch sẽ, gọn gàng, ở nơi không khí tốt, trong lành. Và ở đây thì nó còn rất là nhiều các cái tiện ích, tập thể dục thể thao, rồi thì chợ búa ở gần này lắm, cho nên là nó rất là hay. Cái vị trí này nó cách cái trung tâm của thành phố chỉ có 2 cây số thôi, rất gần với trung tâm thành phố. Thế cho nên là đường xá nó thuận tiện và nó rất là hay. Nếu nay mai cái con đường mà 29m nó mở thông thoáng luôn đấy, thì giới thiệu với quý vị thì cái khu này thì nó lại là tuyệt đỉnh luôn. Đấy, chúng ta đầu tư thì không phải là chúng ta nếu những nhà đầu tư thì không thể đầu tư 1-2 tháng, mà chúng ta sẽ đầu tư 1-2 năm thì nó sẽ có rất là nhiều cái giá trị. Chúng tôi cũng chỉ biết là chia sẻ như vậy cho quý vị thôi. Còn nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi với những cái số điện thoại 0982 573 882. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À mà quên, nếu mà quý vị xem video, quý vị nhớ đăng ký kênh cho tôi nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.